Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Quý vị thân mến, ngày 28 tháng 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá ổ mại dâm chuyên phục vụ cho người nước ngoài, núp bóng là nhà hàng Crystal, quận 1. Thời điểm tổ công tác ập vào, tại nhà hàng phát hiện hàng trăm nam nữ tiếp viên ứng trực để phục vụ khách có nhu cầu vui vẻ. Trái với nhiều đường dây đi khách khác, con mồi mà nhóm đối tượng cầm đầu đường dây nhắm đến có cả các quý bà muốn vui vẻ với trai trẻ. Nhà hàng ở thành phố Hồ Chí Minh thu 10 tỷ mỗi tháng nhờ trăm nữ tiếp viên trai đẹp bán dâm. Cụ thể, khi lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận 7 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính hai khách sạn ở phường Tân Phong. Tại những nơi này, lực lượng Công an bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi đi khách với người Hàn Quốc. Theo cơ quan chức năng, hai trong bốn cô gái là C, V và T, N còn bị phát hiện có trữ một lượng ma túy mà cả hai khai báo mua về để sử dụng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận là tiếp viên tại nhà hàng Crystal, chuyên tiếp khách nước ngoài, người Hàn Quốc, Trung Quốc. Từ khai báo những người liên quan, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp Công an quận 1 kiểm tra nhà hàng Crystal. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại nhà hàng có 50 đến 100 tiếp viên nữ ứng trực để tiếp hàng trăm lượt khách, đặc biệt là khách người nước ngoài. Cơ quan công an làm rõ, nhà hàng hoạt động từ 11 giờ trưa đến 3 đến 4 giờ rạng sáng hôm sau. Để tăng doanh thu cho nhà hàng, các quản lý cho tiếp viên múa thoát y cùng với khách ngay tại quán. Nếu khách có nhu cầu, nhân viên sẽ liên hệ mua ma túy cho khách và cùng khách sử dụng. Chưa hết, đội ngũ nữ tiếp viên nhà hàng sẵn sàng ra ngoài mua vui tới bến cùng khách. Cơ quan công an cho rằng, với hình thức hoạt động như nói trên, nhà hàng thu lợi bất chính từ 300 đến 500 triệu đồng một ngày và khoảng 10 tỷ đồng một tháng. Đáng nói, tại nhà hàng luôn có nhiều nam thanh niên trẻ, đẹp, ứng trực, sẵn sàng phục vụ những khách hàng là nữ giới lớn tuổi với các màn như múa thoát y, kích dục. Và khi các quý bà có nhu cầu vui vẻ, các nam tiếp viên đưa ra các khách sạn gần đó để thực hiện hành vi mua bán dâm. Theo quy định, giá các nữ tiếp viên bán dâm là 5 triệu đồng một lần và 8 triệu đồng một đêm. Các quản lý tiếp viên như Lê Thị Trúc Ly, Đặng Thành Giỏi sẽ được hưởng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi mỗi nữ tiếp viên đi khách. Ngoài ra, các quản lý này còn được hưởng 10 đến 15% trên tổng hóa đơn đặt bàn. Tiếp đó, cơ quan cảnh sát điều tra PC02 ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Trúc Ly và Đặng Thành Giỏi về hành vi môi giới mại dâm, Phan Thị Cẩm Viên và Trần Thu Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố chứng cứ, điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan. Ổ mại dâm núp bóng các hội nhóm, 17 tuyến phố là tụ điểm gái bán dâm. Hiện nay, tình trạng các ổ nhóm mại dâm hoạt động trá hình dưới hình thức quán ăn, nhà hàng, quán karaoke, quán massage đang ngày càng trở nên phổ biến, gây ra nhiều bất cập không nhỏ trong vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, tệ nạn xã hội. Theo báo cáo công tác phòng chống mại dâm của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2023, hiện thành phố Hồ Chí Minh còn 17 tuyến đường với 66 phụ nữ đứng đường mời khách mua dâm. Tuy nhiên, số phụ nữ bán dâm tại các cơ sở dịch vụ nhạy cảm và trên mạng Internet còn lớn hơn rất nhiều. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn tới từ phía dư luận, gây nhức nhối xã hội. Cụ thể, trong 48 vụ triệt phá ổ nhóm mại dâm, cơ quan chức năng phát hiện 397 người vi phạm, 128 người mua dâm, 155 người bán dâm và 114 chủ chứa môi giới mại dâm. Xử lý vi phạm hành chính 290 người và lập hồ sơ xử lý hình sự 107 đối tượng. Năm 2023, Tòa án Nhân dân TP.HCM cũng đã tiến hành xét xử 20 vụ án mại dâm với 33 bị cáo. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố khởi tố 35 vụ với 89 bị can, truy tố 18 vụ với 30 bị can. Tuy nhiên, qua nắm tình hình tại các khu vực công cộng, cơ quan chức năng TP.HCM chỉ phát hiện 17 điểm, tụ điểm, tuyến đường có khoảng 66 người nghi vấn hoạt động mại dâm bằng hình thức đứng đường mời khách hoặc dùng xe gắn máy chạy theo, trèo kéo khách mua dâm. Vi phạm mua bán dâm chủ yếu được phát hiện tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hiện TP.HCM có 4.526 cơ sở kinh doanh dịch vụ với hơn 10.000 nhân viên. Một số cơ sở kinh doanh biến tướng trá hình sử dụng tiếp viên nữ ăn mặc hở hang,
quyến rũ để chào mời khách hàng. Trong năm 2023, lực lượng liên ngành văn hóa xã hội tổ chức kiểm tra 4.200 lượt cơ sở thì phát hiện 1.234 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội. Kiểm tra 107 cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm thì phát hiện 14 cơ sở liên quan khiêu dâm. Mặc dù những ổ mại dâm trên phố, gái đứng đường đã bị triệt phá, vậy nhưng vẫn còn đâu đó tồn tại hình thức vi phạm pháp luật này. Mại dâm nữ vẫn diễn ra công khai trên lề đường, công viên. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều gái bán hoa đã luống tuổi, tàn phai nhan sắc, thậm chí nghiện ma túy, dạt ra các công viên, vỉa hè, hình thành những chợ tình bình dân. Dù đêm hay ngày, đoạn đường Ngô Gia Tự, Ngô Quyền, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh luôn có 5-6 cô gái ăn mặc hở hang, dựng xe trên vỉa hè. Một cách nhẫn nại, các cô gái liên tục đưa mắt quan sát, mời gọi những người đàn ông vụt qua trước mặt mình. Khi đêm xuống, hoạt động mại dâm của những cô gái ở hai đoạn đường này trở nên đông đúc, sôi nổi hơn hẳn. Các cô trang điểm đậm, mặc những bộ quần áo khêu gợi, nồng nặc mùi nước hoa, ngồi trên xe, đứng ở vỉa hè chờ, vẫy khách. Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ ngã 6 Nguyễn Tri Phương đến Hùng Vương, quận 10 cũng là lãnh địa. Tại đây, các cô gái không đứng trên vỉa hè bắt khách mà liên tục di chuyển qua lại bằng xe tay ga đắt tiền. Những cô gái bán dâm trên đoạn đường này không ăn mặc khêu gợi mà chọn trang phục mặc kín đáo, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm. Trên đường di chuyển, họ công khai trèo kéo, mời gọi khách đi nhà nghỉ, khách sạn với mức giá từ 200.000 đến 500.000 đồng một lượt. Tuy nhiên, trong thời buổi mạng xã hội lên ngôi, hiện trạng gái bán hoa trá hình, núp bóng ở các hội nhóm ngày càng trở nên tinh vi và trở nên phổ biến. Cụ thể, vài năm trở lại đây, hoạt động mại dâm trên không gian mạng tại Việt Nam có xu hướng tăng mạnh và trở nên công khai hơn trước. Nhiều ứng dụng nhắn tin và các nền tảng mạng xã hội đã bị các đối tượng lợi dụng trở thành ổ chứa mại dâm online. Cụ thể, nền tảng mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm với tên gọi giúp đỡ sinh viên khó khăn hay sinh viên nghèo cần hỗ trợ. Tuy nhiên, đây thực tế lại là những hội nhóm mua bán dâm online trá hình. Trên một hội nhóm có tên Sinh viên nghèo cần giúp đỡ với hơn 40.000 thành viên, người dùng không khó để bắt gặp các bài đăng với nội dung tìm kiếm người hỗ trợ kinh tế hay mối quan hệ trao đổi lâu dài. Hầu hết người dùng đăng bài trong các hội nhóm này đều sử dụng tài khoản ảo. Nhiều người tự nhận bản thân là sinh viên, do gặp hoàn cảnh khó khăn nên cần tìm kiếm người giúp đỡ tài chính và sẽ trao đổi lại bằng mối quan hệ thể xác. Các bài đăng cũng cung cấp đầy đủ thông tin như ngoại hình, chiều cao, cân nặng, số đo 3 vòng, địa điểm, hình ảnh được che hoặc làm mờ một phần. Cùng với đó là một số yêu cầu về người hỗ trợ. Những yêu cầu này cơ bản là lịch sự, sạch sẽ và quan trọng nhất là số tiền chu cấp mỗi lần gặp hoặc theo tháng. Mức giá được đưa ra dao động từ vài triệu cho mỗi lần gặp hoặc 20 đến 30 triệu một tháng. Có thể thấy, đây giống như những hội nhóm kết nối Sugar Baby và Sugar Daddy. Đáng nói, nền tảng mạng xã hội tồn tại hàng chục hội nhóm như trên. Hầu hết các hội nhóm đều được thiết lập ở chế độ riêng tư và hoạt động kín đáo. Ngày 27 tháng 12 năm 2023 gần đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hai đối tượng cầm đầu đường dây là Hồ Thị Hạnh và Đậu Thị Liên đã sử dụng mạng xã hội để xây dựng các cô gái trong đường dây của mình thành những cô gái nổi tiếng, thành đạt với mác sinh viên, người mẫu, hoa khôi. Từ đó, các cô gái trong đường dây này được định giá rất cao, từ 14 đến 50 triệu đồng cho một lượt tiếp khách. Ngoài ra, các đối tượng môi giới còn sử dụng công nghệ để xây dựng những đường dây mua bán dâm trực tuyến bằng hình thức website cung cấp thông tin. Trên những website này, các đối tượng môi giới quảng bá phụ nữ bán dâm với đầy đủ thông tin về giá cả, địa điểm, điện thoại liên lạc. Từ đó, người mua dâm và bán dâm trực tiếp liên hệ với nhau nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện. Điểm lại các vụ án triệt phá ổ nhóm mại dâm. Năm 2023, lực lượng chức năng đã triệt phá hàng loạt đường dây bán dâm khủng, trong đó nổi bật lên như vụ cơ trưởng hàng không điều hành đường dây mại dâm, Tú Bà, Võ Thị Mỹ Hạnh, môi giới mại dâm. Những đường dây này hoạt động một cách tinh vi nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Mọi cuộc thỏa thuận mua bán đều được thực hiện qua điện thoại, với mỗi ả đào hay số ca đi tiếp khách sẽ được tính theo nhiều mức giá thỏa thuận. Tú Bà tiếp viên hàng không Võ Thị Mỹ Hạnh.
Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam Võ Thị Mỹ Hạnh, 26 tuổi, về tội môi giới mại dâm, cầm đầu hàng loạt những người mẫu diễn viên hành nghề bán hoa cao cấp. Theo cảnh sát, Mỹ Hạnh từng là tiếp viên hàng không. Thông qua việc làm tiếp viên hàng không, Mỹ Hạnh quen biết với nhiều cô gái làm cùng nghề và các người đẹp, người mẫu ảnh. Để lôi kéo các cô gái tham gia bán dâm, Hạnh xây dựng hình tượng bản thân là cô gái thành đạt với hơn 300.000 lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Cảnh sát cho biết, những cô gái muốn đầu quân cho Hạnh bắt buộc phải có ngoại hình và được người quen giới thiệu. Đến nay, cảnh sát xác định có khoảng 30 cô gái đầu quân dưới trướng Hạnh. Tú Bà yêu cầu các tiếp viên, người đẹp, người mẫu ảnh gửi hình ảnh mặc quần áo đồng phục tiếp viên các hãng hàng không để gửi cho khách mua dâm nhằm tăng sức hút và được giá cao. Các khách hàng tham gia mua dâm trong đường dây của Hạnh là những doanh nhân, đại gia có tiền ở TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, thậm chí bay từ Hà Nội vào để sử dụng dịch vụ. Khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ liên hệ trực tiếp với Hạnh. Sau đó, Tú Bà sẽ gửi hình ảnh các tiếp viên, người mẫu ảnh cho khách hàng lựa chọn. Sau khi khách chọn xong, Mỹ Hạnh sẽ điều các cô gái đến khách sạn phục vụ với giá 1.000 đến 3.000 USD. Hạnh trực tiếp thu tiền của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng. Ngoài môi giới, Tú Bà này còn trực tiếp bán dâm. Vụ án đã bị cơ quan công an khởi tố và điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của người này. Đường dây mại dâm theo tour toàn ca sĩ, người mẫu, hoa khôi. Ngày 3 tháng 11 năm 2023, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz với quy mô lớn. Theo đó, đường dây này do Huỳnh Thanh Thuận, 33 tuổi, quê quán Kiên Giang, làm chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, stylist, cầm đầu. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Trong đó có các người bán dâm là VTTT, người mẫu, hot girl TikToker, HPTH, người mẫu, hot Facebooker và LHP, người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Đồng thời, ngăn chặn một cặp nam nữ chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm với hình thức du lịch nước ngoài. Người bán dâm được xác định là TTL, ca sĩ. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 nghi phạm về hành vi môi giới mại dâm, gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, 38 tuổi, Lê Thị Thu Thảo, 38 tuổi. Tại cơ quan điều tra, ba nghi phạm khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo, Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, sau khi có người có nhu cầu mua dâm với các gái mại dâm là người trẻ, đẹp, hoạt động trong giới showbiz, Thuận đã giới thiệu TTL, LHP, HPTH là các người mẫu hoa khôi, ca sĩ, thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Mức giá với người mua dâm với gái bán dâm trong vụ việc từ 60 đến 100 triệu đồng một tour trong nước 2 ngày và 6.000 USD với tour nước ngoài 2 ngày. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm, khởi tố bị can với Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Cơ trưởng hãng hàng không điều hành đường dây mại dâm. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM đang tạm giữ Nguyễn Thị Ly, 41 tuổi, Nguyễn Trần Cao Nguyên, 41 tuổi, cơ trưởng một hãng hàng không, Huỳnh Lê Bảo Yến, 29 tuổi, để điều tra hành vi chứa mại dâm. Ngoài ra, nhà chức trách đang mời Võ Thị Minh Thùy, 33 tuổi, người có liên quan đến vụ việc đến trụ sở công an trình diện. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác nắm địa bàn và nguồn tin do người dân cung cấp, Công an TP.HCM đã phát hiện nhóm người nói trên chứa mại dâm theo mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ và bán dâm khi khách có nhu cầu. Dưới sự chỉ đạo, Phó trưởng phòng PC02 đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa. Trước đó, tối 25 tháng 12 năm 2023, Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Ly và Huỳnh Lê Bảo Yến tổ chức môi giới cho 4 cặp nam nữ mua bán dâm tại 2
hai căn hộ cao cấp thuộc khu dân cư Vinhomes Golden River, quận 1. Làm việc với công an, Ly khai, sau khi đóng cửa nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, Ly cùng Nguyễn Trần Cao Nguyên, bạn trai Ly, dịch chuyển mô hình kinh doanh nhà hàng, karaoke có tiếp viên nữ phục vụ, bán dâm cho khách có nhu cầu lên hai căn hộ được một người bạn cho mượn tại tầng 31, tòa nhà Aqua 4, khu dân cư Vinhomes Golden River. Công an xác định Ly và Nguyên là quản lý, phục vụ ăn uống, gái bán dâm tại chỗ cho khách mua dâm với giá từ hàng chục triệu đồng đến vài nghìn đô cho một lần quan hệ. Để hoạt động, Ly liên kết với Võ Thị Minh Thùy tìm gái bán dâm để ăn chia và kêu Huỳnh Lê Bảo Yến giúp sức thông qua việc đi chợ, phục vụ khách ăn uống, ghi sổ các lần khách quan hệ. Ngoài chứa chấp, Ly cũng môi giới mại dâm cho các đại gia qua một số người nổi tiếng tại địa bàn Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, v.v. Đường dây mại dâm khủng do người nước ngoài điều hành. Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã phát hiện nhiều băng nhóm là các đối tượng người nước ngoài hoạt động môi giới mại dâm biến tướng, núp bóng các quán karaoke, nhà hàng kinh doanh ăn uống có tiếp viên nữ phục vụ, sau đó mời chào khách có nhu cầu mua dâm nhằm kiếm lợi nhuận phi pháp. Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện nhà hàng Fortuner tại 1127 Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5, do Zhang Lei, sinh năm 1975, quốc tịch Trung Quốc làm chủ, đồng thời cũng là người cầm đầu, đã tổ chức hoạt động môi giới mại dâm với quy mô cực kỳ phức tạp. Theo thông tin thu thập được, mỗi ngày, cơ sở này tiếp hàng trăm lượt khách, phần lớn là phục vụ cho khách nước ngoài, đa số là người Trung Quốc đến ăn uống và mua dâm với tiếp viên của nhà hàng. Chỉ tính riêng tại cơ sở này đã có khoảng 200 tiếp viên nữ phục vụ. Được biết, núp bóng dưới vỏ bọc là nhà hàng kinh doanh ăn uống, karaoke không có giấy phép. Nơi đây là ổ chứa gái để phục vụ cho việc môi giới mại dâm cho khách có nhu cầu. Giá cả mua bán dâm dao động từ 5 triệu đồng đến 12 triệu đồng một đêm. Ngày 17 tháng 12 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng PA08 và Công an quận 5 bất ngờ tiến hành kiểm tra nhà hàng Fortuner. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiếp viên nữ ra ngoài để bán dâm cho khách tại các khách sạn trên địa bàn quận 5, đồng thời tiếp tục kiểm tra tại các khách sạn. Công an phát hiện có 5 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Qua kiểm tra hệ thống sổ sách của nhà hàng Fortuner, công an đã xác định từ tháng 2 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023, chủ nhà hàng Zhang Lei đã thu lợi bất chính từ hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng với số tiền đặc biệt lớn, khoảng 44 tỷ đồng. Liên quan đến đường dây này, ngày 19 tháng 12 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt khẩn cấp và tạm giữ đối với 7 đối tượng, gồm Zhang Lei, chủ nhà hàng, Đinh Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Quốc Anh, Đỗ Xuân Hoàng, Lê Thị Diễm và Trần Thị Thúy Liễu để điều tra mở rộng về hành vi môi giới mại dâm. Thưa quý vị, các nhóm môi giới gái bán hoa là các nữ tiếp viên hàng không, hot girl, người mẫu ảnh tham gia bán dâm giá nghìn đô, trá hình, ngày càng được các đối tượng hoạt động tinh vi hơn. Nhằm tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, lực lượng chức năng trong thời gian tới cần đẩy mạnh công tác triệt xóa các băng nhóm tội phạm nói chung và tội phạm về tệ nạn mại dâm nói riêng. Tới đây, thời lượng chương trình xin được phép kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.